Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mình chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Thì cũng không còn bao lâu nữa là đến Tết rồi đó các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn một cách làm bánh tét cuộn nha, ba màu. Với một cách làm rất là thông minh, mình sẽ cho ra những cái màu sắc khác nhau ở trong khoanh bánh. Nếu các bạn yêu thích cách làm cũng như là yêu thích món bánh tét cuộn ba màu thì mình mời các bạn cùng làm chung. Bánh này thì có nhiều cái cách gọi khác nhau và tùy theo vùng miền nữa các bạn. Thì vào dịp Tết sắp đến, ngoài bánh tét nhân thịt hoặc là nhân chuối, mình có thể làm thêm bánh tét nhiều màu sắc như thế này cho ngày xuân thêm rực rỡ nha các bạn. Bánh khi thành phẩm rất là mềm dẻo, ăn rất là ngon, vị ngọt không quá ngọt. Cách làm này mình chia sẻ, nếu các bạn yêu thích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau thực hiện nha. Đầu tiên là mình chuẩn bị 250g, đây là đậu xanh. Mình đã ngâm nước được một đêm, vo rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cho vào một cái thau hoặc là một cái dĩa, cho một lượng nước xâm xấp với mặt đậu. Mình sẽ đem đi hấp cách thủy, nếu các bạn không thích thì mình có thể đem đi nấu cũng được nha. Cách nào tiện thì mình làm. Mình cho lên sửng các bạn, mình hấp với lửa lớn trong vòng là 30 phút để cho đậu được nở và chín mềm. Sau 30 phút thì mình thấy đậu cũng đã chín rồi nè. Thì lúc này mình sẽ xới đậu lên nha các bạn, mình bóp hạt đậu đã chín mềm. Tiếp theo mình cho vào đây là 100g đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình có thể tăng lượng đường lên tùy theo khẩu vị của gia đình. Rồi cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Tiếp đến mình cho 150ml nước cốt dừa. Mình sẽ dùng máy cầm tay và mình xay nhuyễn cái phần đậu này, hoặc là các bạn có thể cho vào máy xay sinh tố để mình xay nhuyễn nha. Đậu sau khi đã được xay nhuyễn mịn, mình sẽ cho lên một cái chảo chống dính. Rồi mình cho lên bếp, mình mở với lửa nhỏ để mình xên đậu lại cho dẻo nha. Tiếp theo mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn để cho cái phần nhân đậu được bóng mượt cũng như là mịn hơn. Và khi cái nhân đậu của mình dẻo lại không có bị khô, tiếp tục đảo đều tay với lửa nhỏ. Thì đậu xào được một lúc cũng đã dẻo là như vậy nè các bạn. Đừng xào khô quá nha, cái phần nhân đậu xanh sẽ bị cứng, ăn không ngon. Mình thích ăn mềm dẻo như vậy. Thấy không còn dính vào chảo. Rồi lúc này mình sẽ tắt bếp và khi đậu nguội đậu sẽ dẻo lại hơn nha. Nên mình không xào quá khô ở trên bếp. Như vậy là mình đã làm xong phần nhân. Tiếp đến là mình chuẩn bị gấc nè các bạn. Gấc này là gấc nhà chín nhiều lắm. Gấc mình chẻ đôi ra và mình lấy cái phần thịt gấc ở bên trong. Mình cân luôn hạt là 100g á các bạn. Lúc này mình sẽ cho lên rây mình lược lại nha. Để mình lọc bỏ cái phần hạt đi. Và bên đây mình có là nửa quả thanh long ruột đỏ để mình tạo cái màu hồng. Và bên đây là nước lá dứa, mỗi một phần màu mình chuẩn bị 100g. Nếp thì mình đã ngâm và vo rửa cho thật là sạch. Mình lấy là 250g nếp. Đó, mình cho cái phần màu gấc vào nha. Nếp thì các bạn nên lựa nếp thái và mình ngâm qua đêm để cho nếp được mềm nếu có thời gian. Còn không có thì mình ngâm khoảng là 2 đến 4 tiếng. Vo rửa sạch, để cho ráo nước rồi mình cho vào tô trộn đều với màu gấc. Mình chia sẻ hơi chi tiết và công thức mình ghi ở dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem nha. Đó, như vậy là mình đã có xong cái phần nếp màu gấc rồi đó các bạn. Màu gấc chín đỏ rất là tươi. Tiếp tục mình cũng lấy là 250g nếp mà mình đã ngâm vo rửa sạch, cho vào đây 100ml nước thanh long. Và các bạn lưu ý là màu thanh long thì không cầm được màu, nên mình cần cho vào đây là 2 đến 3 giọt màu đỏ để cho cái màu được tươi hơn và cầm được màu nha. Đó, mình trộn đều cái màu thanh long vào nếp như vậy nè. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Và cuối cùng là màu xanh lá dứa thì mình lấy là 500g nếp và cũng vo rửa cho thật là sạch và cho ra thau như vậy. Cho lượng nước lá dứa vào là 150ml. Cái màu xanh lá dứa này mình làm gấp đôi phần màu gấc với màu thanh long nha. Lá dứa thì các bạn nên chuẩn bị sẵn ha, từ 5 đến 7 cọng.
Chọn lá dứa già, sau đó rửa sạch cắt nhỏ cho vào máy xay xay để mình lấy được cái lượng nước lá dứa. Và muốn màu sắc tươi hơn thì mình cũng nên thêm từ 2 đến 3 giọt màu xanh để cho có cái màu tươi đẹp. Thì cái khâu trộn màu vào nếp thì mình đã trộn xong và các bạn để ở đây khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ đem đi xào nha. Đó, màu rất là tươi đẹp. Rồi lúc này mình sẽ cho lên chảo là 50g đường. Tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối. Sau đó cho vào là 150ml nước cốt dừa. Mình chọn nước cốt dừa nhất thì sẽ béo hơn. Lúc này mình bật bếp lên để cho đường được tan ra nha. Mình sẽ xào nếp với lửa nhỏ nha các bạn, để cho cái phần nước cốt dừa này rút hết vào nếp. Lúc này mình sẽ cho cái phần nếp màu thanh long vào trước. Các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn làm màu thanh long thì mình nên dằn 1 đến 2 giọt màu đỏ nha các bạn, để cho giữ được cái màu tươi đẹp hơn. Đó, tiếp tục đảo đều tay để cho nếp không có bị khét. Mình xào với lửa nhỏ để cho nước cốt dừa rút vào hạt nếp. Như vậy thì nếp sẽ bóng mượt. Đảo được một lúc thì các bạn nhìn thấy cái phần nước cốt dừa đã rút hết vào nè. Và mình không xào quá khô nha. Như vậy thì mình sẽ lấy ra dĩa nha các bạn. Tiếp tục mình cũng sử dụng lại cái chảo này và cho vào là 50g đường, nửa muỗng cà phê muối, 150ml nước cốt dừa. Rồi tiếp tục mình cũng làm tương tự như cái màu hồng thanh long, thì mình cho cái phần màu gấc vào. Cũng mở với lửa nhỏ và đảo liên tục đều tay để cho nếp không có bị khét. Khi mà mình thấy cái lượng nước cốt dừa rút hết vào nếp thì lúc đó mình sẽ lấy nếp ra. Màu gấc thì làm tự nhiên, mình không thêm phẩm màu. Màu gấc mình xào như vậy là được rồi, mình sẽ lấy ra dĩa. Rồi lúc này mình cũng cho vào cái chảo là 100g đường, 1 muỗng cà phê muối. Cho vào đây là 300ml nước cốt dừa. Rồi mình cho cái phần nếp màu xanh lá dứa vào. Vì số lượng nếp của màu xanh lá dứa này mình làm gấp đôi của cái phần màu thanh long và màu gấc. Tiếp tục mở lửa nhỏ và đảo đều tay. Thì các bạn xem video của mình cũng thông cảm nha. Vì gói bánh tét này có rất là nhiều công đoạn cần phải chuẩn bị. Nên cái nào mình chuẩn bị trước thì mình chuẩn bị ha. Nếu mà quay hết thì các bạn xem sẽ rất là mất thời gian. Thì nếp mình đã xào xong, tiếp theo là mình chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này thì mình hơi qua lửa và lau cho sạch. Vì lá nhỏ nên mình phải chắp hai lá lại nha. Cái lá ngoài thì mình để cái mặt trái lên trên và cái mặt khoải mình cho ra ngoài. Và ở bên trong đó các bạn, thì mình sẽ lấy cái bề khoải mình đưa lên trên và mặt trái mình sẽ đưa xuống dưới nha. Và cái lá trên thì mình để ngang, còn cái lá bên ngoài thì mình để xuôi. Các bạn xếp lá như mình như vậy nè. Nếu mà lá lớn thì mình sử dụng hai lá. Rồi lúc này mình sẽ lấy cái phần nếp màu xanh lá dứa mình dàn mỏng ra. Công thức này mình làm được 2 đòn bánh tét. Với màu xanh lá dứa này mình chia đều ra làm 2 phần bằng nhau nha. Mình sẽ dàn mỏng cái phần nếp màu xanh lá dứa này ra lá. Nếu mà gói một đòn lớn quá đó các bạn thì mình buộc dây hơi khó vì có một mình. Còn nếu nhà các bạn mà có 2-3 người phụ giúp á, thì mình gói chung một đòn luôn cũng được nha. Một đòn bánh tét mà 5-6kg thì một mình buộc khó lắm. Nên mình chia ra làm 2. Đây các bạn thấy là màu xanh lá dứa mình đã dàn mỏng ra lá như vậy rồi nè. Tiếp tục là mình sẽ cho cái phần màu hồng của thanh long lên nha. Phần màu hồng này mình cho một bên như vậy nè các bạn. Đây là cái cách gói thông minh. Khi mà các bạn cuộn cái đòn bánh tét lại, bánh tét thành phẩm thì mình sẽ cắt được 2 cái đầu bánh và cho mình ra những cái khoanh bánh có màu sắc khác nhau. Và bên đây là màu gấc ha. Thay vì các bạn sẽ chạy kế tiếp là một lớp màu hồng hoặc là một lớp màu gấc thôi, còn mình thì mình kết hợp 2 màu lại với nhau như vậy. Khi mà bánh tét thành phẩm thì các bạn sẽ cắt ra là một bên là có màu xanh và màu gấc, một bên thì sẽ có là màu hồng và màu xanh. Và mình thấy làm như vậy sẽ rất là tiện nha. Các bạn chờ xem cái thành phẩm khi mà mình cắt bánh ra.
chỉ cần mình gói có hai đầu bánh tét thôi mà những cái khoanh bánh của mình á có nhiều cái màu sắc rất là đa dạng. Sau khi dàn đều màu ra thì lúc này mình sẽ ép cái phần đậu xanh mình cho lên trên này nha. Đậu xanh thì mình sẽ quét đều lên trên cái mặt nếp. Rồi lúc này mình sẽ cuộn bánh lại nè các bạn. Đó, nhẹ nhàng mình cuộn vô từ từ ha. Thì đây là một công thức làm nếp xào. Mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn cách làm bánh tét cuộn. Nhưng mà phần nếp thì mình đã đem đi xôi cho chín luôn. Rồi mình mới cuộn lại. Thì các bạn nói là cái đó ăn không ngon. Làm theo kiểu như vậy thì khác gì ăn xôi cuộn chứ không phải là bánh tét. Thì để theo yêu cầu của các bạn, hôm nay mình sẽ làm nếp xào cho các bạn xem nha. Chứ theo cái cách truyền thống của dì hoặc là mẹ mình ngày xưa, thường là nếp đem đi xôi cho chín rồi mới cho vào lá chuối và cuộn lại thôi các bạn. Cách đó thì các bạn hấp sẽ rất là nhanh. Còn với nếp xào thì mình nấu hơi lâu một chút, hoặc là mình hấp cũng lâu thời gian hơn. Nhưng mà mỗi một cách làm sẽ cho mình ra một hương vị bánh khác nhau. Đó, mình cuộn nếp là như vậy nha các bạn. Gói bánh này cần phải lá phải lớn và bao bọc được cái đòn bánh. Rồi tới công đoạn này thì mình chỉ cần gấp lá và xoay tròn lại, mình làm như gói bánh tét bình thường. Mình buộc tạm ở giữa này một sợi dây để giữ lá. Dây thì các bạn có thể tùy thích nha. Mình ở đây mình sử dụng dây ni lông. Buộc tạm thôi, một lát nữa mình gỡ cái dây này ra nha các bạn. Nhẹ nhàng nâng cái đòn bánh lên. Rồi mình sẽ chỉnh sửa lại và cắt cái phần lá dư này bỏ đi. Mình dùng cái muỗng á các bạn, mình chỉnh sửa cái bánh lại nha, ở chỗ cái đầu bánh nè. Màu sắc rất là đẹp luôn. Rồi lúc này mình sẽ bẻ cái gốc lá xuống như vậy nha các bạn. Và hai cái đầu lá bên đây mình cũng bẻ lại với nhau. Thì mình sẽ sử dụng lá bịch đầu. Mình dùng hai cái miếng lá nhỏ mình bịch ở trên hai cái đầu bánh. Thì làm tương tự như là mình gói bánh tét truyền thống rồi đó. Thấy vậy chứ cũng rất là đơn giản, không có quá là cầu kỳ. Thì làm bánh tét cái khâu chuẩn bị hơi gườm gà một xíu. Dùng một sợi dây thun để giữ cái phần lá bịch đầu. Một lát mình sẽ gỡ ra. Nâng nhẹ đòn bánh và mình làm cái đầu dưới này cũng y như vậy nha các bạn. Lúc này mình sẽ gỡ cái dây ở giữa ra. Rồi mình lấy cái sợi dây đó mình làm cái dây giống đó, mình đặt ở giữa cái đòn bánh như vậy, như là một cái dấu cộng, để mình cố định được hai cái lá bịch đầu của các bạn. Và buộc chắc mối lại nha. Thì như vậy là mình đã gói xong một đòn bánh rồi đó. Mình sẽ gỡ cái dây thun ra bỏ nha. Đầu bánh tét thứ hai thì mình sẽ cho cái phần màu xanh lá dứa lên trên mặt và màu hồng của thanh long màu gấc mình sẽ cho ra ngoài. Sau đó mình sẽ dàn đều lên đây một lớp đậu xanh. Thì để cho bánh đa dạng và màu sắc phong phú thì mình nên biết cách biến tấu, cũng như là biết cách thay đổi để cho bánh của mình có nhiều màu sắc. Nhẹ nhàng cuộn bánh lên nha. Thì cách gói của cái đòn bánh tét này cũng như cái đòn ban đầu mà mình gói thôi các bạn. Thì đây là hai cái đòn bánh tét mà mình vừa gói và cuộn lại xong rồi nè. Lúc này mình chỉ cần buộc dây nữa thôi. Rồi mình bắt đầu buộc dây nha. Ở cái mối đầu này mình nên xoay hai vòng dây và buộc mối chắc ở đây. Vì đây là nếp xào mình không cần phải buộc quá chặt nha. Để trong quá trình mình hấp hoặc là mình nấu á, thì nếp còn nở ra nữa đó các bạn. Rồi mình sẽ dùng một ngón tay cái và giữ một sợi dây ở đây. Tiếp tục là mình sẽ xoay một vòng, lòn cọng dây vào cái chỗ cái ngón tay của mình và mình sẽ siết nhẹ. Dây vừa chặt vào đòn bánh thôi nha, không cần phải quá chặt đâu. Nếu mà các bạn buộc chặt quá vì đòn bánh này cũng hơi lớn, mình nấu ở đôi lúc nếp bị nín á. Với cách buộc siết bánh như vậy nè, không có hề bị sứt dây mà còn tiết kiệm dây nữa. Tương tự y như vậy mình sẽ làm cho hết cái đòn bánh này nha. Dây ngắn quá không đủ dây thì mình có thể nối dây vào. Thì một đòn bánh như vậy là 1 kg ba nha các bạn.
mình cân được là 1,3 kg. Và do là có một mình nên mình không thể nào gói cái đòn lớn 4-5 kg được nha các bạn, vì rất là khó khăn trong cái việc cuộn dây hoặc là mình gói. Mình gói những đòn nhỏ như vậy thì cắt ra có thể mỗi người ăn được một khoanh. Còn với một đòn bánh tét lớn á, khi mà cắt ra một khoanh bánh rất là lớn, ăn thì phải dùng muỗng để múc á các bạn. Hoặc là cắt nhỏ ra thì rất là bất tiện hen. Buộc bánh tét ở hai cái đầu bánh á, thì mình nên buộc hai vòng dây nha các bạn. Sau đó là mình sẽ buộc chắc lại luôn. Cái cách cuộn dây này của mình không hề bị sứt dây khi mà các bạn nấu hoặc là các bạn hấp. Đó, mình đã làm xong một đòn bánh tét rồi đó. Tương tự cái đòn bánh còn lại mình cũng buộc dây y như vậy nha. Thì đây là hai cái đòn bánh tét mà mình vừa gói xong nè các bạn. Cái đòn nhỏ thì 1,2 kg và cái đòn lớn là 1,3 kg. Nồi nước đã sôi, mình sẽ cho hai đòn bánh vào mình hấp cách thủy. Và dưới cái sửng mình lót một ít lá dứa hoặc là lá chuối dụng á các bạn, và gút một ít lá chuối. Như vậy để cho bánh không có bị nín. Đây là cái mẹo mà giúp cho bánh tét không bị nín, không bị lợi gạo, đậy nắp lại. Và đây là nếp xào thì mình sẽ hấp trong vòng 3 đến 4 tiếng. Mình hấp bằng lửa than với lửa lớn nha. Thì sau 3 tiếng mình hấp nè các bạn. Đó, bánh rất là thơm, không hề bị bung dây. Thì mình đợi cho tàn than á, thì mình sẽ lấy bánh ra. Nếu các bạn không đem đi hấp thì mình có thể đem đi nấu đều được nha. Nấu thì cũng tầm 3-4 tiếng thôi các bạn. Vì đây là nếp xào và đòn bánh cũng lớn nên mình nấu hơi lâu một chút. Và bánh lúc này cũng nguội rồi, mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem nha. Dây không có bị tuột nè. Đòn bánh khi nguội sẽ dẻ lại. Dao cắt bánh tét thì các bạn chọn một con dao rất là sắc bén nha. Mình cắt một lần dứt khoát để cho bánh được đẹp. Đây là các bạn thấy bánh có cái màu gấc và màu xanh lá dứa. Và cái đầu còn lại sẽ là màu hồng từ thanh long và màu xanh lá dứa. Thì bánh các bạn thấy là rất là bóng mượt và dễ giặt, bánh không có bị bọng ở bên trong ha. Rồi lúc này mình sẽ cắt cái đòn bánh thứ hai nè. Vì chỉ hai đòn bánh mà mình biến tấu có nhiều màu sắc khác nhau để cho các bạn xem. Đây các bạn xem cái khoanh bánh này sẽ có là màu gấc và màu thanh long, luôn cả màu xanh lá dứa. Và cái đòn này ở khúc đầu sẽ là màu gấc và màu xanh. Và cái đầu còn lại này chắc chắn sẽ là màu hồng và màu xanh nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, màu hồng từ thanh long. Thì như vậy là mình cũng đã cắt xong một dĩa bánh tét rồi đó các bạn. Màu sắc rất là đa dạng nha. Đó, những khoanh bánh tét dễ giặt như vậy. Thì các bạn thấy là chỉ với hai đòn bánh tét mình cho ra được những cái khoanh bánh tét màu sắc khác nhau ha. Với cách làm rất là tiện. Vào ngày Tết mà có một dĩa bánh như vậy cúng ông bà tổ tiên hoặc là mình làm quà biếu cho bà con thì rất là tuyệt vời. Hạt nếp bóng mượt nha các bạn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Bánh ăn rất là mềm dẻo, vị ngọt thì rất là vừa ăn, rất là ngon nha các bạn. Đặc biệt là bánh này rất là béo. Thì như vậy là mình cũng đã làm xong món bánh tét cuộn. Mình chia sẻ cách làm đến cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiện theo dõi những video mới từ kênh mình nha. Bánh này ăn rất là ngon. Chúc các bạn làm thành công và ăn thật là ngon miệng. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn.